Chặng hành trình của M2 trong suốt hai thập kỷ đã được hình thành bởi một trái tim nhiệt huyết và một ngọn lửa đam mê cháy bỏng. Khởi nguồn từ truyền thống của gia đình trong lĩnh vực may mặc, kết hợp với những kinh nghiệm tích lũy được từ những năm tháng bôn ba nơi xứ người, chàng thanh niên Nguyễn Hải Đường khi ấy đã mang trong mình một hoài bão về một sự nghiệp gắn với sứ mệnh nâng tầm giá trị cho thương hiệu thời trang Việt. Từ những viên gạch đầu tiên trong gian hàng nhỏ chỉ hơn 20 mét vuông trên phố Lý Thường Kiệt, trải qua chặng hành trình đầy thử thách, nhuộm màu thời gian, đưa M2 vươn mình lớn dậy. Bằng tình yêu và sự tự tôn dân tộc, M2 từng bước xây dựng niềm tin đối với người tiêu dùng, mang khái niệm người Việt dùng hàng Việt đến gần hơn trong tư duy mua sắm thời bấy giờ và khẳng định giá trị thương hiệu bằng chính chất lượng sản phẩm trên thị trường. Thi thoảng, tôi vẫn trích dẫn nguyên văn câu: làm chưa chắc đã thành công, nhưng nếu không làm thì chắc chắn thất bại. Câu này tôi đã đọc được ở đâu đó rất lâu rồi. Nó dành cho chính bản thân mình trước khi quyết định một vấn đề khó. Với lý tưởng đưa hàng Việt Nam chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng, từ những mét vuông đầu tiên của ngày đầu thành lập đến nay, chặng hành trình của M2 sẽ là một hành trình bất tận để xây dựng nên một thương hiệu vững mạnh, dẫn đầu trong lĩnh vực thời trang Việt Nam.